Hôm nay ngày mùng 8 tháng 10, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Như Xuân tổ chức hội nghị lần thứ 21 khóa 23 để thảo luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024, định hướng mục tiêu nhiệm vụ năm 2025. Trong 9 tháng năm 2024, huyện Như Xuân đã đạt 70% kế hoạch trở lên đối với 27 chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội đặt ra từ đầu năm nổi bật là thu ngân sách trên địa bàn huyện ước đạt hơn 1.400 tỷ đồng, đạt 188% dự toán tỉnh giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt 77,7% kế hoạch, xếp thứ 8 toàn tỉnh. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục có chuyển biến tiến bộ, quốc phòng an ninh được giữ vững. 3 tháng cuối năm 2024, Đảng bộ huyện Như Sơn yêu cầu các cấp ủy đảng chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở tiếp tục thực hiện chặt chẽ công tác quản lý ngân sách nhà nước, đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công. Bên cạnh đó, chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo, phát triển kinh tế xã hội năm 2025 để ra mục tiêu sát thực tiễn, có tính phấn đấu cao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025.